con đã ngồi. Thật hạt sữa, mì lô ra hả, để con nha. Vào đây. Hello mọi người nha. Sáng nay là Hoa cho Huynh và Na uống sữa mì lô nha mọi người. Con ngồi yên rồi nè. Quyên xin mẹ hả? Được hướng cho mọi người kìa. Rồi nó có bên này. Chị Na uống ngon hết rồi mà em quên bỏ uống này. Ngon ha. Còn ít không? Na uống như hết cấp. Xíu nè. Na ơi. Con đi chơi về hả? Con uống nó đi. Uống nó đi. Na đi chơi về Na uống nè mọi người nè. À Quyên cũng uống nè mọi người ơi. Cũng uống nè hả? Na chơi về Na uống nè. Quyến uống là mọi người nhé, hai dẹp là mọi người.
Ừ, để mà dẹp nhá, hả, để con ngồi đợi chơi ha.